Đấy các bác nhìn này. Đấy ở giữa thì nó sẽ có một tia hoa văn nhá. Đấy cái tia hoa văn hoặc là cái đèn chùm sáng thì nó sẽ phát sáng lên. Đấy thì có cái đèn này đây. Ờ, chào các bác, ngày hôm nay thì em có 5 cặp đèn bem rất là đẹp này. 5 cặp đèn bem dùng nguồn rời. Đấy, rất là đẹp luôn. Và nó có đầy đủ chế độ chạy bằng bàn hay là chạy auto như các bác nhé. Chạy theo nhạc hay chạy auto đều được luôn. Con này thì nó sẽ có 2, 4, 6 mắt. Đấy, 6 mắt sáng và một cái đèn hoa ở giữa. Một bóng hoa ở giữa. Đấy, một bóng hoa ở giữa này. Cái bóng hoa này thì nó sẽ soi lên trên. Nó sẽ do hoa văn. Đấy, thế còn các cái đèn xung quanh nó sẽ sáng theo nhạc hay là nó sẽ theo chế độ auto nhé. Thì 5 cái cặp đèn này thì em mua được giá nó rất là hợp lý thôi. Và em bán cho bác giá thì cũng rất là hợp lý. Bình thường này, cái nguồn này, đọc cái nguồn này các bác đi mua đã trăm mấy chục nghìn cái nguồn này. Được chưa? Trăm mấy chục nghìn cái nguồn này. Đấy, và em có 5 cặp này nhá. Cả nguồn, cả 5 cặp đèn này luôn. 900 nghìn đồng một cặp. Em bao ship luôn cho các bác luôn. 900 nghìn đồng một cặp em bao ship luôn. Đấy, em sẽ test cho các bác xem thử cái đèn này xem là nó sáng như nào nhá. Và nó sẽ tia như nào nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, ở giữa thì nó sẽ có một tia hoa văn nhá. Đấy, cái tia hoa văn hoặc là cái đèn chùm sáng thì nó sẽ phát sáng lên. Đấy, thì có cái đèn này đây, cho bác xem này. Đấy chưa? Rất là đẹp. Cái này thì nó sẽ chạy auto nhá, chạy auto. Đấy, nó sẽ ra rất là các cái tia mắt cũng như là nó sẽ cho ra các cái sáng xung quanh rồi tia. Đấy, rất là đẹp nhá. Thì cái bộ này hiện tại em đang bán giá là 900 nghìn đồng một đôi. Và ở đây này em đang có tổng cộng 5 đôi nhá. 5 đôi tất cả, đấy, tổng cộng 5 đôi. Rất đẹp luôn. Bao ship cho các bác luôn. Đấy, chế độ auto rất đẹp luôn. Bình thường các bác chơi gia đình ấy thì chỉ cần một đôi này thôi là các bác chơi rất là đẹp rồi này. Đấy, rất sáng luôn. Đèn còn rất sáng, rất đẹp nhá. Đấy, tia tiết các thứ đầy đủ hết luôn. Đấy, đèn trần nhà em thì nó hơi sáng nên nếu mà như bật đèn trần nhà em lên thì các bác nhìn sẽ không được rõ. Nhưng mà nhìn như này thì các bác phải hiểu là cái đèn này là hiện tại bây giờ cho ra cái chất lượng vẫn rất là tốt. Đấy, đèn bãi nhưng mà cho ra chất lượng nó tốt. Và tất cả em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho bác yên tâm sử dụng luôn nhá. Đấy, đây này. Đấy, giá chỉ có 900 nghìn đồng một chiếc thôi. À, 900 nghìn đồng một đôi, xin lỗi các bác. 500 nghìn đồng một chiếc và 900 nghìn một đôi. Em bán giá cực kỳ rẻ luôn. Nói thật các bác là đọc cái nguồn này mua cũng hơn 100 nghìn rồi. Cái nguồn này mua 1780 nghìn cái nguồn này. Đấy, còn cái đèn này thì em bán gọi là giao lưu quá là chính thôi. Đấy, rất hợp lý luôn. Chưa, ok chưa? Quá đẹp các bác nhá. Mọi chi tiết các bác đặt cái đèn này có thể là liên hệ trực tiếp cho em. Các bác có thể là chụp ảnh màn hình. Đấy, cái đèn này. Đấy, chụp ảnh màn hình. Hoặc là các bác chỉ cần bảo là cái đèn nguồn rời nhé. Đèn này nó chạy nguồn rời cho nên là các bác chỉ cần liên hệ cho nhân viên bên em. Hỏi rằng là cái đèn nguồn rời này bên em sẽ lên đơn cho tất cả bác, gửi cho các bác luôn. Nhận hàng thanh toán nhé. Các bác nhận hàng thanh toán cho em. 900 nghìn đồng một đôi luôn. 900 nghìn đồng một đôi, bỏ ra 450 một cái. 900 nghìn một đôi này chơi gia đình thì quá là tuyệt vời rồi. Được chưa? Úi xôi, hai cái này. Đấy, nó sẽ chớp hay là nó sẽ hoa văn rất là đẹp luôn. Hai chiếc này nó quá tuyệt vời. Gia đình thì chỉ còn hai cái này thôi, sáng cả phòng luôn. Được chưa? Phòng 30-40 mét, các bác hai cái này ngoáy như này thì quá đẹp rồi. Đấy, thì mọi chi tiết các bác liên hệ trực tiếp cho em nhé.